mọi người, hôm nay thì kênh Bonsai Rẻ giới thiệu mọi người là hàng lộc vừng và hàng tế chua. Thì cái hàng hôm nay là toàn bộ là toàn hàng đẹp và có cả hàng lộc vừng to như thế này nữa. Thế thì cách mua hàng vẫn là mỗi cây có mã số và giá cả rõ ràng công khai. Mình mua hàng bằng cách ghi lại cái mã số đấy rồi nhắn tin hoặc gọi điện qua số điện thoại và số Zalo của em ghi trên góc màn hình. Cây thì được vận chuyển qua dịch vụ của bên Viettel. Mình ở miền Bắc thì 2-3 ngày sẽ nhận hàng tại nhà. Miền Nam thì là 4-5 ngày sẽ nhận hàng tại nhà. Kiểm tra đúng số, đúng mã, đúng cây thì mình thanh toán cho em. Thế thì mở đầu của cái hôm nay thì cây này là cây lộc vừng to nhất, duy nhất một cây thôi, không có mã số gì cả. Các bạn thấy là chiều cao của em là 1m7. Thì cây này nó đến đây là 1m6 tính từ dưới mặt đất lên. Còn cái chậu này nó rơi vào khoảng 45cm. Thì đây là một cây lộc vừng hoa đỏ. Quay lại đây. Cây này có tuổi đời là 20 năm rồi. Đây, rất là to, củ bệ rất là to. Đấy. Phần chân bệ thì là tuyệt đẹp luôn. Rồi em đứng xa xa ra quay cho cái dáng, cái dáng cây, mọi người xem cái dáng cây. Đúng đấy. Đây, cây này là một cây hoàn thiện luôn rồi. Nằm trong cái chậu lục giác 1m2. Đấy là thông số của chiều cao với lại phần tàn ngang này. Tàn ngang này nó cũng bay khoảng tầm hơn 1m. Khoảng 1m2, 1m3. Tại cái phần cổ này thì nó rơi vào khoảng 60 bác em. 60 đấy, còn phần bệ này thì tính to lắm. Nếu mà tính cái kiểu này thì nó phải hơn 100. Thì đây là một cây rất già. Thì cây này trước là cứ để trồng ở dưới vườn thì mới vô chậu được khoảng hơn 5. Thế thì các bác để cho nó ổn định một thời gian sau là nó sẽ ra hoa các bác nhé. Ở dưới vườn thì đã ra hoa rồi. Bây giờ để cho nó ổn định. Thế thì cây này báo giá luôn với các bác là chuyển tận nhà là 10 triệu, còn mua tại vườn giá là 9 triệu. Tức là bác nào có xe hay ở gần đây đánh tới thì được các bác mua với giá là 9 triệu, còn để ép chuyển tận nhà thì bác cái này giá là 10 triệu bác nhé. Hàng lộc vừng hoa đỏ đã hoàn thiện, tay đoán bóng rất là chuẩn luôn rồi. Hàng này thì bác nào có sân vườn rộng hay là mình thích để cửa mình chơi thì là đều được cả. Vâng, thế còn đây là cái mặt sau của cây các bác nhá. Cái mặt sau của cây đây. Thì cây thì có những cái vết thẹo ở do lúc cắt chuyền này thôi. Đấy. Có những cái vết thẹo cắt chuyền ở đấy, đỉnh ngọn này đã kéo gần hết rồi. Vết này cũng thế. Thế thôi thì những vết thẹo này nó càng đẹp. Thì cây này đẹp nhất là cái phần dáng với chân bệ. Các bác nhìn cái phần bông tàn của nó nhá. Bông tàn thì làm rất là ấm áp rồi. Nó tạo thành một hình nón. Cây thì đầy đủ các mặt cả. Không hề bị lép. Xong rồi những cái cây hoàn thiện như này thì mình để đâu mình chơi cũng được. Nghĩa là mình có cái không gian nó đủ rộng hơn một tí. Đấy nè. Vâng, cây lộc vừng to nhất. Báo giá lại cho các bác nhá. Giá là 10 triệu, cây tuổi đời 20 năm. Đấy là chuyển tận nhà, mua tại vườn là 9 triệu đồng. Rồi, thế bây giờ em phục vụ các bác đến hàng mini này nhá. Mình sẽ cùng xem hàng mini hôm nay. Toàn hàng đẹp thôi các bác nhé, không có hàng bình dân 200-300. Thế thì anh em mới tập chơi thì anh em xem ở những clip trước, một số clip trước là vẫn còn hàng bình dân 200-300 nhé. Cây này là cây 120, giá là 850.000 đồng, bao phí ship cho các bác. Thì cây này các bác kia không cần tải nhiều, hàng đã hoàn thiện luôn rồi. Cây này nó bỏ ngoành ngoàng khắp mặt chậu này, phần củ bệ rất là quái nhé, cốt đùi to, tay cành hoàn thiện. Cây này là không đóng gì cả bác nhá. Đây là một nửa cốt nguyên bản của nó đấy.
Đấy. Bác xem. Nhìn cây rất là duyên dáng nhá. Bông đàn, tay cành đóng chuẩn luôn nhá. Cây thì có một vết thẹo còn lại do lúc cắt chuyền. Còn lại thì rất là xù xì, da rất là đẹp. Làm cốt chậu. Đấy. Đây phần cổ của nó đây. Mình hãy cứ lấy lon bia để so sánh các bác nhé. Đấy. Bông tàn này rất là ấm. Nhìn cái tổng thể cái tán của nó này. Không gian. Cây không bao giờ bị lép cả. Xem rõ đường thân, đường chạy. Không có khúc nào đơ. Cốt đùi rất to, cắt chuyền rất nhiều. Cây vừa có sự côn của cái việc cắt chuyền, vừa có sự mềm dẻo. 120, 850 ngàn bao phí ship. 121, giá là 650 ngàn bao phí ship cho bác. Cây này thì dáng dấp thì rất là đẹp các bác nhé. Này dáng cực đẹp. Củ bệ cũng đẹp nốt. Đấy, có nhìn nó xoắn vặn này, nó nằm ra này. Đấy, đó là mà cây này dáng nó còn bay bay, còn phiêu nữa cơ. Đấy, bác nào thích cái kiểu phong cách hơi quốc tế một chút, mấy anh Nhật, anh Trung hay chơi. 121 nhé. 650 ngàn bao phí ship cho bác. Củ bệ rất là to, to hơn lon bia. Thân xoắn vặn đẹp, đường chạy đẹp. Điệu, bác nào thích cây kiểu điệu điệu nghệ thuật tí mình lấy cây này nhá. 121. Đây thì có vết thẹo này, do lúc cắt chuyền để lấy đỉnh ngọn thế thôi. Một hai hai là 600 ngàn bao phí ship. Đây, mã này dáng cũng là đẹp, củ bệ chân bệ này, bệt đường lắc rất là đẹp, không hề có bị đơ. Đây bông đệm phía này đây, đỉnh ngọn lấy được cái mầm rất đẹp đây, cắt chuyền rất nhiều. Đây cây còn một vết thẹo do cắt chuyền này, lúc lấy đỉnh ngọn thôi. Bông tàn thì cũng đã hoàn thiện rồi. Mã 122. Đấy, mọi người nhìn cái mặt này thấy cây nó lắc, nhìn cây nó rất là rụt rịt luôn. Không có khúc nào bị đơ cả. Mã 122 là 600.000 mọi người nhé. Mã tiếp theo là mã 123. 123 là 550.000. Là bao phí ship cho các bác. Cái mã này thì cũng rất là duyên. Bông tàn hoàn thiện. 123. Rất là ấm tàn này. Phần củ đây nhé mọi người nhé, phần củ này, phần chân của nó này. Đấy, những cái cây hôm nay đều dáng dấp thì rất là đẹp thôi. 550 ngàn bao phí ship. Đấy, nhìn cái bóng tàn của nó cũng ấm lắm rồi, không có vấn đề gì cả. Dây dọ thì cũng tháo được rồi. Hàng lộc vừng phần chậu, về chơi đất thay thả nước đều được. 550 ngàn bao phí ship cho mọi người. Cái mã tiếp theo là mã 124, một mã rất là già, củ bệ to, xoắn vặn, rụt rịt. Người ấy so sánh với lon bia. Cái chiều cao của nó khoảng 30cm thôi. Mọi người nhìn cái củ bệ của nó này, củ bệ của nó xoắn vặn rất là to đấy nhé, không phải bé đâu. Bông tàn thì đã hoàn thiện, cũng ấm lắm rồi. Cây rất duyên, rất là bay thôi, chỉ việc chơi thôi. Cây này là để từ lứa trước, cây này là già hơn mấy cây vừa trước các bác nhé. Đây là hàng già đấy, 124, 6,5 năm. Cây này để trong cái chậu này lâu lắm rồi. Cây này thì chỉ có những cái vết sẹo nhỏ thôi, sẹo rất là nhỏ đấy, do lúc cắt chuyền tay cành thôi, còn không có vết thẹo lớn nào cả. Như đường chạy của nó này, này. Đấy. Nó xoắn vặn rất là gắt.
thay cái chậu đẹp nữa là chơi đẹp luôn. Tiếp theo là mã 125. Thì mã này có phần củ bệ. Nhìn rất là đẹp. Đầy mặt chậu này. Thì dáng cây này cũng khá là bay. Bông tàn thì cũng đã hoàn thiện rồi. Dây nhôm mọi người về tháo ra nhé. Cây này chưa tháo. Thì cây này là không có vết thẹo nào cả. Không còn vết thẹo nào cả mọi người nhé. Có một vết nhỏ nhỏ này này. Gọi là nó đã kéo gần xong hết rồi. Còn lại gần như là không còn. Cây dáng rất là đẹp. Mã 125, 600 ngàn đồng. Bao phí ship cho mọi người. Đây bác nào thích cây to nhìn nó lực tí thì đây 126 850 ngàn, bao phí ship cho bác nhé. Cây này có chiều cao từ đáy này đến đỉnh này 45 cm. Cái cốt của nó to, to hơn lon bia nhiều. Cây này cũng đã hoàn thiện rồi. Cây này có vết thẹo, cái thẹo cắt chuyển này, lấy cái ngọn cho nó côn đấy, thế lấy tay cành. Tay cành thì cái này đóng rất là điệu cho mọi người nhá. Này xoắn này, này xoắn lên đây này, cắt chuyển này, nó vừa có sự mềm dẻo, nó vừa có sự côn, không đơ đấy. Bông tàn thì rất là ấm, mọi người nhìn nó tạo thành cái tổng thể hình nón đấy, rất là đẹp rồi. Mặt trước mặt sau không có lép, tay cành đóng chuẩn điệu, thân dáng bay, thân dáng hơi nghiêng, hơi bay thế này. Những cây này thay chậu đẹp rồi. Thả hoa thì rất là đẹp. Mã 126 nhá. Vâng, cái mã tiếp theo là mã 127. 650 ngàn. Thế bác nào mà thích cây kiểu dáng thẳng, dáng trực mà nhìn nó hài hòa, nó cân đối thì mình lấy cái cây này nhá. Bác nhìn cái phần củ bệ của nó xoắn này, nó có chân này, nhìn rất là đẹp nhá, không hề bị đơ nhé. Cây này nó còn hài hòa nữa cơ, cân đối. Tay cành thì đã hoàn thiện, thì có cái vết thẹo này do cắt chuyền này, mình nuôi cái cành này nó sẽ kéo hết cái vết này thôi, nó kéo được 2/3 rồi. Cây này nó nhìn dáng nó đẹp mọi người nhá. Đấy. Không có đơ khúc nào, nó không bị rõ cao nhưng không bị lòng ngoằng. Cây này từ đáy này lên đến đỉnh này nó khoảng 42 cm nhé. Mọi người nhìn kỹ cái mặt của cây này nhé, nó cao nhưng cảm giác nó không bị loằng ngoằng. Đây cũng là mã lộc vừng cuối cùng rồi. Thế thì bây giờ em sẽ chuyển sang khế chua mọi người nhé. Vâng, bây giờ đến hàng khế chua thì, trước hết là khẳng định các bác đây là hàng khế chua ta nhé, khế chua Bắc chuẩn, lá nhỏ lá đẹp luôn, chứ không có chuyện khế gân hay là khế Nhật hay là khế Đài Loan gì đâu bác nhé. Ở đây em chỉ có khế ta làm từ nhỏ, và cái hàng khế chua này của em là toàn là hàng phôi nạc siêu phẩm luôn đấy, bán ra phôi cho các bác. Các bác nhìn nhá, cái phôi này nhìn nó như ngọn núi này, rất là nhiều đầu đấy. Thế là mình thả chậu cạn làm kiểu chơi kiểu cụm rừng cũng được luôn, mà kể cả mình làm cây nhiều đầu cũng là quá được luôn. Những cái phôi này thì các bác nhìn thấy là đã sướng mắt rồi. Đây, có rõ cho bác xem. Nhưng mà 128 nha bác nha, 850, không cần phải tả nhiều với những cái này. Các bác nhá. Đấy, cũng là 850. Chỉ có làm từ nhỏ thì mới có được bộ đế bộ bệ đẹp như thế này thôi các bác nhá. Ba đầu. Đấy. Mã 129. Thì những cái phôi khế cái hôm qua em đăng hôm qua là các bác cũng chốt hết rồi, nên là cái hàng này nó cũng không có nhiều. Đấy. Để bán giá phôi cho các bác. Là nhanh tay thì lấy thôi. Mỗi cây đều là một tương lai, đều là một tác phẩm đẹp cả.
trên nào của đấy bác nhá, hàng già, hàng làm kỹ, mẹ đế cốt đẹp từ nhỏ. Mã 129. Mã 150. 130 nhá, là 850. Cũng như hai mã kế trước thôi. Cũng rất là nhiều đầu đấy bác này. Phần bệ rễ thì khỏi chê nhá. Cụm luôn. Nó là cây một cốt ấy. Một 30 bác nhá, 850 bao phí ship cho bác. Cây khế chua thuần chậu, già đẹp quái, cốt đẹp đủ tiêu chuẩn luôn. Rồi thế thì chương trình hôm nay của em là kết thúc tại đây. Thì rất nhiều mã cây, các bác hãy ghi lại cái mã mình ưng ý rồi nhắn tin gọi điện lại cho em. Cảm ơn các bác đã theo dõi.